Dạ, ví dụ cái đầu chị ở đây là còn bán chắc mà đùi. Em ơi mọi người ơi, đồng mũi chân lại. Huyền tập đúng một buổi chiều. Đã không, buổi tập chiều đúng đâu. Một xíu nhở, 15 phút. 5 phút. Đây là lần đầu tiên mà Huyền làm. Đến đây thì phải thẳng hai cái chân ra. Thẳng hai cái mũi thẳng. Cái chân nãy tới đây đâu quẹo lộ không? Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đi 1, 2, mấy tỷ ơi đi xuống ạ. Đi, đâm thẳng xuống dưới luôn, đúng rồi. Và mình dập luôn. Ok, không gian nó có cảm giác. Đây, không gian của chị đây là coi như là bị mát luôn. Tại vì là chị gặp chị bạch. Mọi người không biết đấy, bao nhiêu lực dồn ở đây hết luôn. Cái câu trước của chị á như là lần đầu tiên là như là
câu trước của chị là thôi tắt đèn đi và hãy ngủ một đêm để dậy và cảm thấy như là chị dừng ở đấy thì đến chị bóng hát là như là lần đầu tiên như là lần đầu tiên mà anh là cái người duy nhất, đem đến vui cho em một cô gái chảy trong người 50% dòng máu Pháp mà nghe tiếng Pháp không cần phải biết. Mọi người ơi, thực sự là rồi là đã là Pháp dữ chưa? Là Pháp dữ chưa? Rồi đã là Pháp hả? Là đây cô gái là Pháp ở đây nhưng không hề nói tiếng Pháp ạ. Nhục quá. Các anh chị là gì đấy? Cô đơn giản anh là gì? Là love is blind, stars align. Còn câu của Ly, tiếp sau cái câu của chị Quyên sẽ đến câu của Ly là Ly sẽ rap tiếng Anh nha. Yeah. Keep it on the down low, anh vẫn keep it on the down low, anh vẫn YOLO, còn em vẫn ở đây chờ anh, em không muốn solo. Keep it on the down low, anh vẫn YOLO, còn em vẫn ở đây chờ anh, em không muốn solo. Còn em vẫn ở đây chờ anh, em không muốn solo. Ok, hay quá, đúng là rapper chuyên nghiệp. Nó sẽ là hài. Keep it on the down low, anh vẫn YOLO, còn em vẫn ở đây chờ anh, em không muốn solo. Ok, oh no. Rồi, tới câu của Huyền mới dễ thương này. You got someone on the side, let me make it right. Got someone on the side, let me make it right. Let me make it right. That's okay. Cái vibe của nó sẽ là got someone on the side, someone on the side. Let me make it right. Trong cái đoạn coda này mình sẽ có 5 phong cách luôn. Okay. Nó sẽ là hơi Hàn Quốc, xong rồi nó lại rất là diva, xong rồi rất là Pháp, xong rồi có rock nữa. Đấy, xong rồi nó sẽ có một cái đoạn rap kiểu như gangster, xong rồi rap dễ thương. Tức là cả thế giới trong này hết rồi. Nhưng mà em cứ nghe là em muốn câu kết, năm chị em mình kết một cái gì đó chung không? Trước ví dụ em xong đúng không, tới chị Huyền thì mình feel một cái gì chung không? On the side, let me make it right. Tiếng Việt không? Cái thằng tiếng Việt, bài tiếng Việt. Tiếng Việt, một câu của bài hát đi. Chốt lại là ước gì? Rồi ước gì? Cho thời gian trở lại. Đến dương sao ta? Ok, từ từ. Vậy em rap nha. 2, 3. Keep it on the down low, anh vẫn YOLO, còn em vẫn ở đây chờ anh, em không muốn solo. Someone on the side, let me make it right. Ước gì? Cho thời gian trở lại. Tăng 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 tăng. Sau đó là cho cái câu của Huyền xong đi. Got someone on the side, let me make it right. Ước gì, cho thời gian trở lại. Rồi, ok. Chia năm cái bè ra. Dạ rồi. Sẽ lại gì, cho thời gian trở lại. Cho em xin chị bóng bè chính đi. Xong rồi là chị quên bè cao. Đúng rồi. Xong rồi là... Cao là như nào đấy? À đây, chị mời nhờ chị. Chị, tại sao mình không nhờ thầy? Mình có lời hả? Em xin lại cái thập âm giống Điệp Khúc ạ. Cho em xin lại cái bridge nha. Chuyên mình hát lại cái bridge một lần nha. Dạ rồi, ok chị Hà. Get it with a breeze and I don't wanna live a late day. Just shut the light and hope the night. Wake up in the morning feeling. Hope the sun is warm. Chill the sun, give up the day. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.